mời mọi người. Ý là trời này ăn kinh tế ngon. Giờ có ly là ly xin xa một bé nước cốt dừa là ok nè. Không. Bỏ nước cốt dừa đi. Xin xa hả? Bỏ nước cốt dừa đi. Sao vậy? Té re một cốc nè. Bảo trời nóng rồi nhé. Vậy có re. Xin xa hoặc là bánh lọt nha đam rồi ha. Ê, ngon nha. Ngon nha anh Tuấn nha. Ngon. Cô đã cô hồng lắm. Ngon mà. Mày nhớ gì vô người anh em? Biết gì về đâu. Cái hồ sữa cho dễ. Món đầu là tướng nhỏ, bây giờ nhìn giống như thảo khấu vậy. Đi thôi. Wow, mát mẻ. Không gian thật là trong lành. Đây, đợi thời gian ra đi. Thôi, đừng vậy mà. Cho em hỏi là lúc mình chạy về, mình có cần phải vác cái bao chạy về không? Đúng rồi, cần vác mà. Sao vậy? Em lực lượng mà. Không. Nhưng mà nó cái này nặng mà. Không kìa, không sao sao. Nặng thì không. Sau khi mà mọi người đến cái vạch đích kia, quăng cái bao xuống và chạm được vào người em thì mọi người lập tức chạy về, không cần vác bao chạy về. Mình có thể quăng cái bao vô người ảnh. Chọi bao đi. Mình chọi bao. Chọi nha, hồi nãy em vừa mới vác thử một bao nha. Đá nghe tiếng không cục à. Đá không nha, đá thổi nha. Sao bao đá không kia vậy? Sao vậy? Cái này nó nhẹ. Nè. Em đây nè. Trời ơi. Ôi. Thực ra là họ tự hại họ. Đúng. Tức là mấy người này cũng không thích gì ông này. Đúng. Rồi em đó, quăng vô. Đó. Quạt nha, em sẽ cho em thấy lấy hết cu lừ luôn. Cu lừ là gì? Ý là lấy hết sức của mình ở dưới quê cho là cu lừ đó. Cu lừ quê là cái cu lừ. Cu lừ. Anh quê là cái cu lừ đó. Tại vì cá tức ghê mẹ ơi. Anh xạo quá, đứng cho mẹ nó đây. Có mẹ. Cu lì thì có lại. Cu lì thì có. Có gì cu lì thì có. Mẹ nó là hai gian cu lừ. Không có hả? Mẹ nó là trọng gian cu lừ. Đúng đi con. Sai. Đó đi học là vậy đó. Gian cu lừ là gì? Cu lừ đã biết hết cu lừ. Lấy hết sức bình sinh. Không, bình sinh bình thường. Cu lừ. Xuống đây ăn được bớt gian em ơi. Mình lết được. Kéo được. Trời ơi, sao cái này nặng vậy? Mấy đứa ơi. Bao nhúc nhích chết luôn hả? Quá nặng quá nè. Cùng ký với nhau rồi. Không, nặng lắm luôn á. Ủa cái bao, nếu mà cái bao nó nhúc nhích thì có chết không vậy? Không. Được phải không? Bao nhúc nhích được. Cho em có khó quá. Ủa mình phải cầm luôn hả? Để xuống đi, để xuống đi. Đặt xuống. Bây giờ đặt xuống trước vậy nè. Đó, 2, 1, 2, 3, rút ra. Có động tác rút lên. Nó khó lắm. Đứng xuống hồ đi. Cứu con. Đứng xuống hồ đi. Diễn nặng xíu nha. Nặng thiệt chứ diễn đi thử nè. 10 phút coi gì cần gì diễn. Rồi mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Ok. Đếm lớn nha má ơi. Dạ. Ê, nhưng mà phải quay lưng đàng hoàng chứ như vậy đâu được. Đúng rồi. Phải như vậy nè. Từ từ. Ok ok. Hiểu không? Chứ đừng đứng chẳng hạn. Quay lại nào. Đội tóc giả chi rồi suy nghĩ không kịp. Tháo cái đầu để cho nó thoáng cái não đi. Được rồi. 1 2 3 Đội anh á. Trời ơi. Anh Giang ơi.
anh sao vậy? Ủa, sao vậy anh sao nấu trong đội mình không vậy? Ủa đội mình sao? Ủa đội mình sao ở dưới thì không vậy? Tôi nghĩ là đội bên kia đã cài địch vô. 1, 2, 3. Nhanh quá. 1, 2, 3. Trời ơi, ơi, đang có vợ, vợ, vợ. Phải chơi chiêu nha, khi nào để 1, 2, 3. Cấm đầu cho anh Phương ơi. Để khi nào ổng dí vô cái quỳ rồi em hãy thoát nha. Được. Quăng cái bao cấm đầu cho anh Phương. 1, 2, 3. Đội tiêu diệt mà. Đội quỷ gì mà vô. 1, 2, 3. Ôi chết rồi. Coi chừng ổng tán đầu ở nhà Phương nha. Em qua mất rồi phải không? Được. Đụng luôn Phương, đụng luôn Phương. Ổng là võ sư đó Phương, ổng tán em cấm đầu đó em. Vậy được đụng không? Phương. Được. Đụng được. 1, 2, 3. Ủa sao lại mình cơ mà? Rồi. Không, chạy không là phải chạy về luôn. Ok. Trời ơi. Ủa, trong lúc nào không để mình chạy được không? Được. Không. Ủa, ai không gian? Ai biết mình đang thủ không? Mình chơi đàng hoàng. Thủ cho chụp luôn. Mình không. Tấn. Mình phải chơi đàng hoàng cho mình đâu ăn gian được. Bây giờ đổi vị trí cho anh Tuấn được không ạ? Mình chơi nghiêm túc, mình không ăn gian được mấy cái này. Ủa? Nghiệp quá. Ba người về đích. Ủa anh Tuấn, anh ăn luôn. Đâu có đâu. Có thấy không? Có gì đâu. Ăn xe gì đâu. Ủa trong lúc nào không để mình chạy được không? Được. Không. Ủa ai ăn gian? Ai biết được trong mình phải chơi đàng hoàng cho mình đâu ăn gian được. Nhanh đi. Nhanh quá. Năng động lên nào. Anh Tuấn ơi. Nhanh quá. Nhanh đi. Một thấy ba. Ủa sao giờ anh Tuấn thế nào? Một thấy ba. Anh Tuấn ơi. Chết cha coi giờ anh Tuấn luôn. 1, 2, 3. Phải 4 người đầu tiên. Anh Tuấn ơi. 1, 2, 3. Anh dám mà mình phụng hành nó nghe hả? Đúng rồi. Đây là mấy đội ta? Chưa đúng không? Dạ 1 đội đó. Ủa rồi Tuấn ơi. Trời ơi. Tập trung của mình là 1. Đúng rồi. Đúng rồi. Tập trung đi. Còn ai nữa? Anh Tuấn ơi. Đừng gọi anh. Ba tí ơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ủa chưa? Chưa chạm. Bị rồi chứ, chạm đơn thua rồi. Đúng rồi. Chưa. Lấy cái đầu mình nè. Quyết chưa dịch chuyển. Đến đây. Lấy em ơi, về đi em. 1, 2, 3. Ủa đứng đàng hoàng, đứng đàng hoàng. 1, 2, 3. Cái gì phải có chiến thuật. 1, 2, 3. Ba người về mà người này không về được. Từ từ thôi, còn xa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chào kỳ vậy hả? Chết rồi. Quân 3 vậy hả? Nhảy lớn 1, 2, 3. Anh Tuấn. 1, 2, 3. Chạy đi hết rồi. 1, 2, 3. Chạy đi hết rồi. Từ từ cố gắng nhất. Biết rồi mà. 1, 2, 3. Dĩ đến, dĩ đến. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi. Anh đi anh Tuấn ơi. Chưa đến. Anh Tuấn về lại đích. Không nhưng mà quay được rồi. Không, anh chưa đến. Em chưa đến. Bây giờ bà đếm đi. Ủa sao em chưa đến? Anh Tuấn quay đích rồi. Chạy đi Tuấn, chạy. Chạy đi Tuấn, chỗ đó. Không đạt mấy hình được, không lấy hình được. Trời ơi, ác dễ sợ. Cái là bây giờ Thành kêu, Thành sẽ kêu là mọi người trở về đi, chỉ có những người mà chưa hoàn thành nhiệm vụ này. Ok, ok. Lên. Rồi để em nói một câu cho mọi người về đó. À, thôi bây giờ ai mà hoàn thành thử thách của mình rồi về đích để cho mấy người còn lại chơi. Lại. Mỗi là tự trọng thế nào? Nói đi. Dạ mời mấy người đã hoàn thành thử thách về đích để cho mấy người còn lại chơi. Về cả nhà ơi. Xin chị hãy tự trọng. Khoan. Rồi, đi. Dạ mời mấy người mà đã hoàn thành thử thách mình về đích. Để dẹp sân cho mấy người đang chơi. Dớ cái mắt luôn. Ăn gian xíu cũng được. Ăn gian xíu là không được nữa. Lên vậy. Camera này ghê quá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thảy cái bao vô đi. 1, 2, 3. Anh là mình được quyền thả bao trước hả? Đúng rồi. Đó. Đó 1, 2, 3. Phải dính người. À, bên anh nó Tuấn chạy về anh Tuấn. Con bé này. 1, 2, 3. Đầu khổ kìa, coi kìa, coi kìa. Giống con quỷ không? Đó, khổ kìa. 1, 2, 3. Dì. Chạy.